Xin chào, thì hôm nay sẽ là một con app giúp chúng ta có thể là kiếm được 18 USDT khi các bạn đăng ký tài khoản. Đây, tổng cộng là 18 USDT tương đương là 435.000 tiền Việt Nam đồng. Thì cái tỷ giá của cái đồng USDT hiện tại là 24.500 đồng, nó tương đương với giá đô các bạn. Thì nhân cho 18 thì sẽ bằng là 441.000 tiền Việt Nam đồng các bạn. Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản nhận cái tiền khuyến mãi này. Và đồng thời đây, mình nghĩ rằng đây là một trong top những con app mà mình nên cân nhắc đầu tư trong năm nay. Thì các bạn sẽ nhấp vào cái đường link mình ghi ở phía bên dưới phần mô tả hoặc là bên dưới phần bình luận của video này, thì sẽ đến một cái màn hình thế này để cho chúng ta đăng ký nha. Ở cái dòng đầu tiên thì các bạn điền cái tên đăng nhập của các bạn. Rồi dòng số 2 là bạn điền mật khẩu. Các bạn lưu ý cái mật khẩu này thì chúng ta chỉ được điền số và ký tự, mình không được điền ký tự đặc biệt nha, chữ viết hoa, viết thường và số thôi. Rồi cái dòng số 3 là mình lặp lại mật khẩu một lần nữa. Sau khi điền xong thì chúng ta bấm vào cái nút là Read Wallet. Rồi ở đây sẽ là nó cung cấp cho bạn ngẫu nhiên 12 ký tự đặc biệt. 12 ký tự này các bạn nhớ là các bạn phải viết ra giấy cho nó an toàn và các bạn cất ở đâu đó, để sau này các bạn sử dụng 12 ký tự này các bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn nha. Các bạn nhớ là không được cho ai biết 12 ký tự này hết nha. Các bạn bấm vào I help Bucket Up và bạn bấm vào Confirm là các bạn đã đăng ký xong một cái tài khoản nha. Ok, và sau khi đăng ký tài khoản xong á, các bạn đăng nhập vào á, nó sẽ có giao diện thế này. Thì các bạn nhớ bấm vào cái nút 3 gạch ở phía bên dưới nè. Các bạn thêm trang vào, bấm vào dấu cộng thêm trang vào, để ngoài màn hình chờ nè. Đó, bấm vào thêm. Đó, để mình truy cập nhanh vào. Nó sẽ hiển thị ở phía bên ngoài màn hình chờ để cho mình truy cập nhanh. Đây là chữ T nè. Đó, mỗi lần mình muốn truy cập là mình chỉ cần bấm vào đây thôi. Bạn nên nhớ mật khẩu, nên nhớ tên đăng nhập và nên nhớ 12 ký tự đặc biệt của mình nha. Rồi các bạn bấm vào hình bánh răng nè. Và bạn bấm vào ngay chỗ này á, lúc mình chưa chuyển sang tiếng Việt nó sẽ là language gì đấy. Nó có chữ language, các bạn bấm vào và bạn kéo xuống, bạn chọn tiếng Việt. Bạn bấm vào đây chọn tiếng Việt để cho nó hiển thị tiếng Việt cho mình dễ sử dụng. Rồi để nhận cái tiền khuyến mãi, bạn bấm vào cái nút tặng nè. Rồi mình bấm vào cái nút nhận. Đó, để nó load xong á, thì mình sẽ nhận được tiền nha. Mình đã nhận được 0.05. Đó. Thì cái này á, thì mỗi ngày mình điểm danh, mình vào mình bấm nhận một lần thì mình sẽ nhận hoài đến khi nào mà nó hết cái số tiền là 18 USDT này thôi các bạn. Càng ngày cái tiền mình nhận nó sẽ càng nhiều lên các bạn. Chỉ cần bạn càng vào điểm danh đều thì càng ngày số tiền bạn nhận được sẽ càng nhiều lên, và nó sẽ nhanh chóng là nó hết 18 USDT này. Đó, thì cái tiền này các bạn không cần làm gì hết, các bạn có thể rút trực tiếp về cái ví của bạn luôn nha. Thì như lúc đầu tại sao mình nói con app này là có thể là nằm trong top danh sách đầu tư của năm nay. À, đặc biệt ở cái con app này á, thì nó sẽ đem tiền của những nhà đầu tư như là của chúng ta nè. Chúng ta đầu tư vào nó sẽ lấy tiền của chúng ta cho người khác vay với cái lãi suất là 2% trên 7 ngày. Và chúng ta sẽ kiếm được là 1.5% trên 7 ngày. Và con app này nó sẽ ăn trên lệch đó là 0.5%. Thì nó không cần phải bỏ tiền ra mà nó sẽ sử dụng tiền của những nhà đầu tư như là chúng ta gửi tiền vào để chúng ta đầu tư, thì nó sẽ lấy tiền của chúng ta cho những người cần người ta vay và nó vẫn sẽ ăn được trên lệch là 0.5% các bạn. Thì ở đây nó sẽ có hai mục này, các bạn thấy bên là mục là mượn này, mục là đầu tư. Thì chúng ta bấm mục mượn trước nha. Rồi mình sẽ bấm vào go khoản vay. Test vào tôi đã đọc và đồng ý nè. Go khoản vay. Nếu như bạn đã từng vay rồi thì ở đây nó sẽ có cái hồ sơ cho vay của bạn nè, khoản vay nè. Còn bạn chưa có thì nó sẽ không có cái gì ở trên đây hết. Bạn bấm vào chat vào tôi đã đọc và đồng ý và bấm vào vô khoản vay. Ở trên đây á, bạn sẽ điền cái số tiền bạn muốn vay vào. Ví dụ mình muốn vay 100 đô, 100 USDT, mình điền vào 100 nè. Thì nó sẽ yêu cầu bạn ký quỹ là 50 USDT. Thì bạn phải nạp vào đây 50 USDT thì bạn sẽ vay được 100 USDT. Thì cái tiền ký quỹ này giống như là nó thế chấp cái 50 USDT này các bạn thôi. Và sau khi bạn trả cái tiền gốc và cái tiền lãi cho người ta thì người ta sẽ trả lại cho mình 50 USDT này. Giống như là mình chế thế chấp tài sản, nhưng mà cái đằng này thì mình thế chấp tiền của mình. Thí dụ như bây giờ mình muốn vay 1.000 USDT đi, thì mình phải ký quỹ vào trong đây là 500 USDT. Đó, mình gửi 500 USDT này cho người ta giữ và khi và người ta sẽ cho mình vay là 1.000 USDT. Rồi các bạn điền cái mật khẩu đăng nhập của bạn vào để các bạn quyết định các bạn vay. Rồi mình điền mật khẩu vào và đó mà tôi đã quyết định rồi nè. Thì trước khi mình vay nó cần mình có một cái phí là cái phí BNB nữa các bạn. Nạp phí BNB vào. Thì phí rất là ít các bạn, 0.0000 mấy BNB các bạn, rất là ít. Thì trước khi mình vay đó thì mình phải bấm vào cái wallet của mình nè.
bấm vào cái ví của mình, mình nạp một ít BNB vào để mình làm phí nha các bạn. Phí này nó cực kỳ thấp các bạn, mình bấm vào biên lai nha các bạn. Thì ở đây nó sẽ có một cái địa chỉ ví như đây, bạn copy địa chỉ ví này gọi bạn qua những cái ví tiền điện tử của bạn hoặc là sàn điện tử đó, các bạn nạp cái BNB vào đây, nạp ít thôi các bạn, nạp chừng 0.0 mấy BNB là được rồi. Và tiếp đó là bạn nạp USDT vào, như thí dụ hồi nãy mình cần vay 1.000 USDT thì các bạn nạp vào đây là 500 USDT để bạn ký quỹ. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ bấm vào xem cái mục đầu tư nha. Ok, để đầu tư á thì tiếp tục các bạn chọn qua cái mục là khu vực hợp đồng nè. Thì ở đây nó sẽ có những cái gói đầu tư rất là rõ ràng để cho chúng ta dễ dàng để đầu tư nha. Thì ở đây nó có đơn giá của cái gói thấp nhất là từ 10 đến 99 USDT. Thu nhập hàng ngày của chúng ta sẽ là 0.13 đến là 1.29 USDT một ngày. Rồi tổng thu nhập sau là 28 ngày đầu tư của chúng ta sẽ là 3.64 đến là 36.04 USDT các bạn. Đó, chúng ta nếu mà muốn đầu tư thì chúng ta có thể là nạp tiền vào trước, sau rồi chúng ta qua đây chúng ta bấm vào mua. Một là chúng ta có thể mua một lần nhiều gói như thế này. Chúng ta có thể đầu tư một lần, ví dụ các bạn nạp vào 30 USDT đi chẳng hạn, thì các bạn có thể mua 3 lần, mua 3 lần cái gói này. Và tiếp tục ở bên dưới là từ 100 đến 499 USDT. Chúng ta vẫn có tỷ lệ lãi suất hàng ngày là 1.3% các bạn. Rồi tiếp theo là cái gói 63 ngày 500 đến 1.999 USDT. Chúng ta vẫn có tỷ lệ lãi suất là 1.3% một ngày các bạn. Rồi bất kỳ các bạn đầu tư vào gói nào nó vẫn là tỷ lệ lãi suất là 1.3. Nếu như các bạn không muốn đầu tư vào những cái gói cố định á thì các bạn sẽ chọn vào cái mục là đường tắt. Các bạn sao chép cái địa chỉ này, các bạn gửi tiền vào địa chỉ này. Các bạn sao chép nè. Các bạn bấm vào nạp điện là nó sẽ tự động sao chép cái địa chỉ ví này cho các bạn. Bạn qua những cái ví tiền điện tử của bạn hoặc qua cái sàn điện tử của bạn gửi vào tiền vào cái ví này thì sẽ đầu tư trong vòng là 7 ngày. Tỷ lệ phần trăm của bạn sẽ là 1% một ngày, thì nó sẽ thấp hơn ở bên cái khu vực hợp đồng kia. Ở bên những cái hợp đồng cố định kia thì cái phần trăm nó sẽ cao hơn. Còn cái này thì chúng ta sẽ đầu tư ngắn trong vòng 7 ngày thôi, mỗi ngày chúng ta sẽ kiếm được là 1% lợi nhuận. Hai cái nền tảng là TLC20 và BEP20. Chúng ta có thể là gửi tiền theo hai cái mạng lưới này nha. Rồi ở đây nó có cái phần tùy chọn nữa các bạn. Thì tùy chọn này nó sẽ có cái giá cố định sẵn cho chúng ta là 150 USDT nè, 350 nè, 200 USDT nè. Tỷ lệ hàng ngày vẫn là 1%. Và nói chung là sau 7 ngày là các bạn sẽ được rút. Chúng ta có thể là bấm vào giới thiệu về TestBank này chúng ta để tìm hiểu kỹ hơn về cái nền tảng này. Và đây cũng là một trong những con app nó đã được cái giấy phép hoạt động ở Hoa Kỳ các bạn. Đây bạn bấm vào cái trang web thì ở trong app này nó có cái phần là trang web chính thức nè, bạn có thể bấm vào để bạn xem cái trang web riêng của nó. Các bạn sẽ bấm vào dấu ba chấm ở chỗ đây, bạn bấm vào dịch để nó dịch sang tiếng Việt cho mình dễ hiểu hơn. Đây là nền tảng cho vay hợp đồng thông minh tới bằng người dùng vay cần phải trả là lãi 2% khi vay tiền từ nền tảng thông minh qua hợp đồng thông minh. Người dùng quản lý tài chính có thể nhận được lợi nhuận là 1% và lãi kép 1.5%. Sau khi hợp đồng 7 ngày kết thúc, người dùng quản lý tài chính có thể rút tiền gốc bất kỳ lúc nào. Và nó còn nhiều mục là nhà phát triển nè, tính năng tin tức, báo cáo kiểm toán nè. Đây là cái báo cáo kiểm toán, nói chung là mình xem mình cũng không hiểu lắm các bạn. Rồi sách trắng nè, tải xuống nè, chúng ta có thể là tải xuống cho Google Play hoặc là App Store nữa bạn. Cái con này nó đầu tư khá là nhiều nè, nó có phần mềm cho Android, nó có phần mềm cho App Store, một trang web rất là chỉnh chu, giấy tờ pháp lý hoạt động nè. Rồi cái hình thức hoạt động kiếm tiền như thế nào rất là rõ ràng. Nó kiếm tiền bằng hình thức nào để chúng ta biết rõ ràng là khi chúng ta gửi tiền vào, nó sẽ đem tiền của chúng ta cho người khác vay. Và chúng ta sẽ kiếm được lợi nhuận từ cái việc là nó cho vay. Và sàn và cái con app này nó sẽ ăn một cái khoản hoa hồng trên lọt để nó kiếm thêm một nó sẽ có một nguồn thu nhập để nó duy trì cái con app này. Cho nên là nó sẽ tồn tại được lâu dài các bạn. Nó khác với những cái con app đa cấp khác. Là những cái con app đa cấp chủ yếu là dựa vào cái việc lấy tiền của người vào sau, trả tiền cho người vào trước. Chứ thực ra nó không chứng minh được nó sử dụng tiền của bạn làm vào mục đích gì. Vì thực ra nó đâu có làm gì đâu.
nó chỉ lấy tiền của người vào sau trả tiền những người vào trước thôi. Những cái mô hình đa cấp như vậy thì nó rất là nhanh sập. Nhưng mà đối với cái con app ngày hôm nay thì nó đầu tư rất là nhiều, và chúng ta biết rõ ràng được khi chúng ta đầu tư vào, tiền của chúng ta nó sử dụng vào mục đích gì. Và mình tin chắc rằng cái con app này nó sẽ hoạt động được một cái thời gian dài ha các bạn ha. Thì cái con app này nó ra mắt vào là ngày tháng 6 năm 2023. Thì hoạt động đến nay á, hôm nay là chuẩn bị bước sang tháng 2 của 2024. Thì cái con app này nó đã hoạt động trong vòng là 8 tháng rồi các bạn. Thì lúc trước á, mình đã từng có làm một cái clip, đã từng có làm một cái video giới thiệu về cái con app này cách đây là 4 tháng các bạn. Đây, app kiếm tiền mới test băng nè, trên kênh của mình luôn. Đăng ký nhận ngay 430k. Thì dần dần test băng này nó đã khẳng định được cái sự uy tín của nó rồi. Nhưng mà rất là tiếc là mình đã không đầu tư vào lúc đó các bạn. Nếu như mà mình đầu tư vào lúc đó thì chỉ với 100 đô thôi. Các bạn nhìn thấy ở đây có một cái bảng nè. Chỉ với đầu tư 100 đô, mỗi ngày mình sẽ kiếm được 1% tiền lãi nè các bạn thấy nha. Thì sau 1 tháng nè, mình sẽ kiếm được 36%, là mình kiếm được 36 đô nè. Sau 2 tháng là mình sẽ kiếm được 100%, là 100 đô luôn. Mình sẽ gấp 2 được cái số tiền mình gửi trong vòng là 2 tháng. Trong vòng 6 tháng á, mình sẽ kiếm được 800 đô tiền lãi luôn nè. Trong vòng 1 năm mình sẽ kiếm được 6.400 đô. Thì đây là một cái bảng tính lãi kép nha các bạn. Thì thay vì thí dụ như là mình gửi 100 đô vào, sau 7 ngày là mình có thể rút cái tiền lãi và cái tiền gốc mình về rồi, nhưng mà mình không rút. Mình tiếp tục là mình đầu tư, tái đầu tư, sử dụng tiền lãi đó tiếp tục góp thành cái vốn của mình đầu tư tiếp tục. Thì cái tiền lãi tiếp tục nó 7 ngày sau nó lại trở thành cái vốn của mình và mình đầu tư tiếp, người ta gọi là lãi kép các bạn. Thì từ từ sau 1 năm mình sẽ kiếm được 6.400 đô chỉ với cái số vốn đầu tư ban đầu là 100 đô. Rồi 1 đô nó bằng 24.500 đồng, 6.400 đô sẽ bằng 156 triệu 800 ngàn các bạn. Quá là kinh khủng sức mạnh lãi kép. Ok, thì bây giờ sẽ đến cái phần quay random để tặng thưởng ngẫu nhiên cho bạn đã bình luận trên video của mình nha. Ok, bây giờ mình sẽ bấm vào nút start để chọn ra một cái bạn may mắn nhất nha. Bạn nào đây? Đó bạn Linh Võ. Cái gì đây mình không biết đọc luôn. Thì bạn hãy liên hệ với cái số Zalo mình ghi ở phía bên dưới phần mô tả để nhận cái phần quà là 10k Momo hoặc là 10k thẻ cào. Những bạn nào chưa may mắn nhận được phần quà của mình hôm nay á, thì các bạn hãy nhớ để lại bình luận phía bên dưới video này. Trong video tiếp theo thì mình sẽ chọn ra tiếp tục một bạn ngẫu nhiên may mắn nhất để mình trao tặng cái phần quà là 10k Momo hoặc là 10k thẻ cào điện thoại nha. Xin chúc tất cả các bạn sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.